nguyên nhân nhổ răng bị sót chân. Trong video trước thì bác sĩ Cường đã nói về hậu quả của cái việc mà nhổ chân răng còn sót chân. Thì trong video này thì bác sĩ Cường sẽ chia sẻ với các bạn những cái nguyên nhân nhổ chân răng gây ra cái tình trạng còn sót chân răng nhé. Điểm lại một chút thì các bạn đã biết được cái hậu quả của cái việc mà chân răng còn sót chân thì nó có thể gây ra những cái biến chứng như là sưng đau, chảy mủ, như là viêm nhiễm về mặt lâu dài và có thể hình thành những cái viêm nhiễm tổn thương sâu ở trong chân răng. Và những điều này quả thật là rất là đáng lo lắng. Vậy thì nguyên nhân do đâu mà cái việc nhổ chân răng lại còn sót chân? Chúng ta hãy đến với nguyên nhân khách quan trước. Nguyên nhân khách quan đầu tiên có thể là do yếu tố về mặt kỹ thuật. Nghĩa là khi mà chúng ta chụp phim X-quang bằng cái phim 2D hoặc ở nhiều phòng khám cơ bản thì lại còn chưa có máy chụp phim thì khó mà đánh giá được cái chân răng. Nhiều bác sĩ sẽ nói là: em ơi, em hãy tin tưởng vào tay nghề của anh, cần cái răng này đơn giản mà, cần gì phải chụp phim đâu. Nhưng mà thực tế ra là một chiếc máy chụp phim nó bằng 10 người bác sĩ nhà khoa chuyên sâu các bạn ạ. Cái này có thể là không phải là nói quá đâu, vì rằng cái phương tiện chụp phim chính là một cánh tay nối dài của một người bác sĩ, và nó giúp cho chúng ta đánh giá được trong những cái tình trạng có thể những cái chân răng nó bị dị dạng. Mà nếu mà chỉ nhìn bằng mắt thường thì chúng ta chỉ đánh giá được cái phần thân răng thôi, mà không thể đánh giá được cái phần chân răng. Các bạn hãy nhìn như một chiếc cây này chẳng hạn. Chúng ta có thể nhìn thấy phần lá cây, phần thân cây, nhưng mà chúng ta sẽ rất là khó để mà đánh giá được cái phần rễ cây, phải không nào? Chân răng cũng như vậy. Thì chúng ta sẽ rất là khó nếu mà chúng ta không dựa vào phim chụp. Ai mà biết được là chiếc răng này có mấy chân và liệu nó có bị dị dạng hay không? Chúng ta hãy đảm bảo đúng quy trình của nhổ răng tiêu chuẩn. Đó là cần phải có xét nghiệm máu này, sau đó thì sẽ cần phải có chụp phim nha khoa và cần được phẫu thuật trong phòng khám, đặc biệt là với những trường hợp và nhổ răng khôn hoặc là những trường hợp nhổ răng phẫu thuật, nhổ răng khó, nhổ răng cắt nang chân răng chẳng hạn. Với trường hợp mà chúng ta chụp phim thì chúng ta hãy cần lưu ý là chúng ta sẽ ưu tiên chụp phim bằng phim CT 3D. Phim CT 3D là gì? Nó sẽ đánh giá được cái chân răng trong không gian 3 chiều. Khi mà chúng ta chụp phim thì chúng ta sẽ đánh giá được cái chân răng. Và như các bạn đây, bạn nhìn chiếc răng này thì các bạn sẽ rất là khó để mà đánh giá được là răng này là răng mấy chân, đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta chụp phim lên thì chúng ta có thể phát hiện được là răng này là răng 4 chân. Với trường hợp mà chúng ta chụp phim 3D thì chúng ta sẽ đánh giá được toàn bộ cái chân răng trong không gian 3 chiều và đánh giá được hết cái phần chân răng ở trong xương, mức độ là chân răng to hay nhỏ, có bị dính vào xương hàm hay không, có bị phình to ở phía dưới hay không, hay còn gọi là hiện tượng chân răng dùi trống, hoặc là chân răng đã điều trị tủy rồi xong bị dính vào cái khớp của cái xương hàm. Thì đây đều là những trường hợp chân răng sẽ tương đối là khó. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không có phim chụp 3D thì tối thiểu chúng ta cần phải có phim chụp kỹ thuật số hay là phim chụp 2D. Nó cũng đã giúp đánh giá chúng ta biết được cơ bản là trường hợp của cái chân răng đó có bị dị dạng hay không. Nhưng mà nó sẽ khó đánh giá được chân răng đó có mấy chân và tình trạng của mỗi chân răng như thế nào. Nên là cái tiêu chuẩn vàng trong trường hợp nhổ răng đó là chụp phim CT 3D nhé các bạn nhé. Và tại hệ thống nha khoa bác sĩ Cường thì bao giờ cũng đảm bảo tiêu chuẩn chụp phim 3D này. Sau khi chụp phim 3D xong thì bác sĩ sẽ giải thích với các bạn là tình trạng của cái chân răng này nó sẽ như thế nào và mức độ khó của cái việc nhổ chân răng này nó đến đâu, và cái biến chứng có thể xảy ra khi mà nhổ chân răng này như thế nào. Ví dụ như trong những trường hợp mà chân răng này sát dây thần kinh hoặc sát với xoang hàm hoặc sát với sàn miệng đều là những trường hợp mà có nguy cơ, nguy hiểm, biến chứng xảy ra. Nên các bạn hãy tìm hiểu kỹ và hãy nhớ là yêu cầu bác sĩ chụp phim đảm bảo tiêu chuẩn cho mình nhé. Nguyên nhân khách quan tiếp theo đó là khi nhổ răng ra thì do cái sự chủ quan hoặc là do cái trình độ yếu kém khiến cho cái việc nhổ chân răng còn sót này mà bác sĩ có thể là còn chưa phát hiện ra, nó có thể để lại những cái hậu quả từ phức tạp đến những cái biến chứng lâu dài xảy ra. Nên chính vì vậy là khi mà chúng ta nhổ răng thì chúng ta cũng cần tìm hiểu xem là bác sĩ về mặt chuyên môn là như thế nào nhé. Nguyên nhân khách quan thứ ba gây ra hiện tượng còn sót chân răng đó là có thể là do yếu tố về mặt máy móc. Thì máy móc hỗ trợ cho cái việc nhổ răng cũng vô cùng quan trọng. Trong rất nhiều trường hợp thì cái việc mà chúng ta sử dụng máy móc nhổ chân răng nó không đảm bảo. Ví dụ như là sử dụng những cái dụng cụ như là kìm bẩy mà nó tương đối là thô sơ, nó không có đủ độ tinh tế thì chúng ta rất có thể làm gãy mất cái phần chân răng mà rất là khó lấy ra. Nó cũng sẽ để lại cái hiện tượng là còn sót chân răng. Tiếp theo là với nhiều phòng khám thì không đủ trang bị những cái dụng cụ hỗ trợ như là máy rung siêu âm,
để mà giúp hỗ trợ cho việc bóc tách dây chằng, hỗ trợ cho việc nhổ cái những cái chân răng còn sót một cách lấy ra một cách nhanh chóng, thì nó cũng có thể là nguyên nhân khiến cho cái việc nhổ chân răng bị khó hơn và gây sót chân răng. Như vậy thì các bạn hãy lưu ý là chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu cả về máy chụp phim này, về trình độ bác sĩ và về máy móc phương tiện hỗ trợ cho cái quá trình nhổ răng. Và tại hệ thống nha khoa bác sĩ Cường thì bao giờ cũng sẽ có ưu tiên cái việc nhổ chân răng an toàn bằng việc là sử dụng máy siêu âm phẫu thuật để giúp hỗ trợ cái quá trình nhổ răng được an toàn, để tránh những cái biến chứng như là sót chân răng, cũng như là để cho cái quá trình lành thương, hồi phục không còn bị đau nhức như là trước đây mà chúng ta đã từng nhổ răng nữa. Nên chính vì vậy là sau 1 đến 2 ngày là khách hàng đã trở về hoàn toàn bình thường, không còn bị cái cơn đau kéo dài gây ra khó chịu nữa. Và tiếp theo thì bác sĩ Cường sẽ đến với nguyên nhân chủ quan. Với nguyên nhân chủ quan thì cũng là nguyên nhân mà sẽ tương đối là ít gặp thôi. Đó là cái người bác sĩ đó chủ động để lại cái phần chân răng. Ví dụ như là trường hợp mà chân răng quá sát cái dây thần kinh, trường hợp chân răng quá sát với những cái tổ chức nguy hiểm. Tiếp theo là với những cái trường hợp mà chân răng bị dị dạng, chân răng bị phồng to, nếu mà trong cái quá trình nhổ một lần, một thì mà nó khó, thì bác sĩ sẽ trao đổi với khách hàng chủ động để lại cái phần chân răng đó. Hoặc những cái trường hợp mà răng bị phình to, và trong nhiều trường hợp là cần nhổ răng một cách từ từ, thì bác sĩ sẽ cắt một phần thân răng và kéo phần chân răng lên một cách từ từ. Nhưng đây đều là những cái trường hợp mà hiếm gặp và đều phải trao đổi với khách hàng trước. Nên chính vì vậy các bạn sẽ cần hỏi kỹ với bác sĩ là trường hợp của mình là thuộc trường hợp gì, cách xử trí của bác sĩ sẽ như thế nào, và liệu là nó có những cái biến chứng hay nguy hiểm gì không trước khi mà chúng ta tiến hành một cái cuộc phẫu thuật, đặc biệt là những trường hợp như nhổ răng nhé. Và với những cái trường hợp như bác sĩ Cường làm, bác sĩ Cường đều coi những cái trường hợp nhổ răng là một cái trường hợp phẫu thuật quan trọng. Nên chính vì thế là các khách hàng sẽ phải được chụp phim kỹ lưỡng, lên kế hoạch chi tiết cho cái quá trình nhổ răng. Và sau khi mà trao đổi thống nhất kế hoạch với khách hàng rồi, thì khách hàng sẽ được vào trong cái phòng phẫu thuật riêng, phòng vô khuẩn riêng, để được vệ sinh, để được cách ly và để được tiến hành cái quá trình nhổ đó an toàn và hồi phục nhanh chóng sau khi mà nhổ răng. Và tất nhiên rồi, để đảm bảo cho cái việc nhổ răng an toàn, thì sau khi mà nhổ răng xong thì bác sĩ sẽ kiểm tra thật kỹ cái phần chân răng, cũng như gửi lại chiếc răng cho khách hàng sau khi mà nhổ răng xong. Trên đây là những chia sẻ của bác sĩ Cường về những nguyên nhân gây ra tình trạng nhổ răng sót chân và cách khắc phục. Và nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi gì về cái tình trạng nhổ răng sót chân hoặc những cái biến chứng của việc nhổ răng, thì hãy để lại bình luận bên dưới, hoặc có thể nhắn tin riêng cho bác sĩ Cường theo số điện thoại là 0979 289 678. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh của bác sĩ Cường. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Dr. Cường Dental, 28 phố 4, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook, Nha khoa Thẩm mỹ Dr. Cường. Điện thoại 0974 598 669. Cơ sở 2, Eco Dental, 150C Thủy Nguyên, khu đô thị Eco Park, Văn Giang, Hưng Yên. Facebook, Nha khoa Eco Dental, Eco Park. Điện thoại 0965 485 669. Cơ sở 3, Ocean Dental, mặt trong tòa S208, Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook, Nha khoa Ocean, Vinhomes Ocean Park. Số điện thoại 0968 888 105. Website, dcdental.com.